Hello, chào mừng toàn thể anh chị em bà con cô bác đã quay trở lại VDG Apple TV. Hôm nay nhiều kèo thơm lắm anh chị em ơi. Hôm nay cực kỳ nhiều kèo giá rẻ, không biết anh chị em bà con đã lĩnh lương để chuẩn bị là sắm cho mình được những cái sản phẩm ưng ý nhất chưa nhỉ anh chị em nha. Và đầu tiên đến với anh chị em bà con là chúng ta sẽ có dòng 12 thường quốc tế 128GB máy full chức năng. Men zin màn thay. Ủa sao này xuất tít lưng này? Lưng zin hay sao lại xuất tít lưng nhỉ? Con này các bạn mua luôn thì mình bán 5,5 triệu nhá, xuất tít lưng này. Còn đồng máy full chức năng, màn mới tinh luôn nhá. Thay mỗi màn 128GB, cam nét. Ok. Còn con trắng này thì để cho anh chị em bác con là 5,7 triệu nhá. 128GB đấy, full chức năng. Con này do cổ pin này, cổ pin hơi phồng lên tí, tí là mình thay cổ pin mới nhá. Do cổ pin hơi phồng tí nó tì vào cái màn này, cái vết này thôi. Thì mình thay cái pin mới là ok. Pin hiện tại pin 80 nhá. 5,7 triệu này. Con này 5,5 triệu này. 12 thường. Full chức năng bên zin màn thay. Còn đâu nếu mà anh chị em mà không thích hàng màn thay thì chúng ta chơi hàng màn zin đi. 12 thường. Con này rất ngon luôn này. Con này là máy nguyên zin, nguyên bản, nguyên áp nhá. Màn Apple linh kiện chính hãng nhá, phiên bản 256GB này. Mình để cho anh chị em và con là 7,7 triệu nhá. Con này vỏ đẹp keng luôn này. Anh chị em mình xem vỏ không một vết xước nhá. 7,7 triệu này, hiện tại nó là máy zin áp nhá, máy chưa động ốc đấy. Pin của nó chỉ có 79 thôi. Bà con anh chị em mà muốn thay pin mới thì thêm mình 200 thành 7,9 triệu nhá. 256GB anh chị em ơi. Máy đẹp keng này, chưa một vết xước này. Nguyên zin, nguyên bản, nguyên áp nhá. Không zin đập máy đền 100 triệu luôn. Ok, 256GB anh chị em nhá. Mỗi cây 256 thôi. Còn đâu anh chị em nào thích 64GB đây. 12 thường 64GB đây vẫn là 7 triệu cơ. Máy zin 7 triệu, 12 thường quốc tế 64GB. Máy nguyên zin nguyên bản full chức năng 7 triệu. Ok. Tiếp theo chương trình là chúng ta đây này, tiếp tục con 12 tiếp này. Con này bao ghi đây? Con này cũng 64GB đây. Con này để cho anh chị em bảo con là 6,9 triệu thôi. Màu xanh này nó sẽ rẻ hơn, mình sẽ bán rẻ hơn màu trắng một tí nhá, 6,9 triệu. 12 hết chưa nhỉ? Thôi 12 tạm thời là hết nhá. Tiếp theo chương trình là chúng ta sẽ đến với 12 mini. 12 mini quốc tế full chức năng bên zin màn thay này. Màn này là màn đẹp nhá anh chị em nhá. Hôm trước đấy, cái màn này là màn rẻ này. Đây màn này màn rẻ này, anh chị em nhìn xem dày hơn chưa? Dày hơn chưa? Cái màn rẻ này thì mình bán 3,7 triệu nhá. Hôm trước mình bán 12 mini quốc tế full chức năng. Bên zin màn thay 128GB đây. Con này mình bán 3,7 triệu anh chị em nhá. 3,7 triệu này, vỏ xấu này. 3,7 triệu. Con này mình bán 3,9 triệu nhá, vì cái màn này nó đắt hơn nhá. À con này 64GB này. 64GB này thì mình bán là 3,5 triệu. Màn này màn đẹp hơn nhá. Đấy. 12 mini quốc tế full chức năng bên zin màn thay, con này mình bán 3,5 triệu này, 64GB này. Con này mình bán 3,7 triệu này. Con này vỏ xấu này, màn xấu hơn một tí này. Đấy, con này mình bán 3,9 triệu này, 128GB này. Nha, anh chị em phân biệt được chưa? Nha, 12 mini này. Men zin màn thay thì con này 64GB màn thay và đẹp này thì mình bán là 3,5 triệu. Con này thì mình bán là 3,9 triệu nhá, là 128GB là 3,9 triệu. Còn con này là 3,7 triệu nhá, con này màn xấu hơn một tí. Nha, ok. Anh chị em hiểu chưa? Chỉ hơn 3 triệu là chúng ta sẽ có 12 mini dùng này. Gọn, nhẹ mà chất. Còn đâu nếu mà anh chị có tiền, có điều kiện thì anh chị em chơi hàng zin đi. 12 mini quốc tế máy nguyên zin nguyên bản nguyên áp full chức năng 64GB đây. 4,6 triệu nhá. 128GB 5,2 triệu, máy nguyên zin nguyên bản full chức năng nhá, 128GB này, đẹp luôn này. Đấy, đó là 12 mini zin và 12 mini màn thay. Anh chị em cứ xem và cân đối. Tiếp theo chương trình là chúng ta sẽ có dòng XS quốc tế full chức năng bên zin màn thay thì chúng ta sẽ còn 2 cây anh chị em nhá. 2 cây, còn hai con này là 3,3 triệu một cây. Máy full chức năng hết anh chị em nhá. Thay mỗi màn thôi. Màn này thì anh chị em cũng không chê đâu được. Màn này rất đẹp, rất sáng luôn. Cam kiếc là nét này. Nét luôn này. X1, X2 này. Nét luôn này. Ok. Nét luôn. Nét chưa anh em? Đấy. Nét chưa? X1 này. Rất là nét luôn. Cam trước, cam sau nét. 3,3 triệu thôi anh em ơi. 3,3 triệu chúng ta sẽ có thể sở hữu được XS men zin màn tay, máy quốc tế full chức năng. Con này cũng ngon này. Trước mặt anh chị em mà con là con iPhone XS quốc tế full chức năng, men zin màn zin 256GB. Đây, 256GB ám một tí bàn phím này, anh chị em nhìn kỹ xem này. Nhìn kỹ xem nó hơi ám một tí này. Đấy, gọi là lưu ảnh đấy, cũng có thể gọi là lưu ảnh đấy. Hiện tại của nó đang là pin 74. Con này mình bán cho anh chị em bà con chỉ là 3,3 triệu thôi.
XS quốc tế, máy nguyên zin nguyên bản, full chức năng 256GB, pin mới thì thêm 200 nữa thành 3,5 triệu, quá rẻ rồi. Zin Đét nhá. Quá rẻ rồi. 3 triệu 300 nghìn đồng bán luôn cho anh chị em bà con máy zin Đét nhá, 256GB. XS hết rồi. Thì chúng ta sẽ tiếp tục sang dòng khác này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ chương trình là con iPhone 13 Pro đây. Trước mặt anh chị em bà con là iPhone 13 Pro quốc tế full chức năng. Main zin, màn zin, pin mới 13 Pro quốc tế nhá. Máy zin, pin mới. Lưng thay. Nhây lưng thay. Con này mình để cho anh chị em bà con là 10 triệu rưỡi thôi. 10 triệu rưỡi. Quá ngon luôn. Pin nó là pin mới, màn là màn zin, main đã main zin rồi. 10 triệu 500 nghìn. Nếu mà anh chị em mà muốn chưa thay gì thì chúng ta sẽ có con đây. 13 Pro zin này 12 triệu nhá. 12 triệu. Máy đẹp này, đẹp keng luôn này, 12 triệu. Với phiên bản 128GB là 12 triệu. Còn đâu là mới, với phiên bản 256GB như thế này là 12 triệu 800 anh chị em nhá. Giá vẫn rất là cao. 13 Pro đấy anh chị em nhá. 11 thường. Đấy, tiếp tục chúng ta sẽ đến 11 thường. 11 thường quốc tế. Con này máy zin nhá, 11 thường quốc tế zin. 64GB. Máy nguyên zin nguyên bản nguyên áp 64GB, 5 triệu 500 nghìn đồng. Màu tím. Có hai con màu đỏ thì mình thấy màu đỏ nó hơi khắm một tí, nó hơi khó bán một tí đây. Máy đẹp luôn này. Máy nguyên zin nguyên bản nguyên áp thì mình bán cho anh chị em bao con là 6 triệu à 5 triệu 2. 11 thường quốc tế 64GB màu đỏ. Máy nguyên zin nguyên bản 6 triệu à 5 triệu 2 nhá, 5 triệu 2. Con màu tím này thì mình vẫn phải bán 5 triệu rưỡi nhá. Mình đố các bạn mua đâu được cái giá 11 thường mà máy nguyên zin nguyên bản nguyên áp này mà giá hơn 5 triệu, 5 triệu 2, 5 triệu rưỡi không bao giờ có. Vì các chỗ cửa hàng khác người ta nhập cũng không có ra đấy cơ. Anh chị em nhá. Đấy. Còn đâu 128GB đây, 11 thường quốc tế 128GB, máy nguyên zin nguyên bản nguyên áp full chức năng, pin 86 đây. Phiên bản của nó là phiên bản TA là Đài Loan 182K8GB. Để cho anh chị em vào con là 6 triệu, 11 thường 128GB 6 triệu. Máy đập keng luôn. Nha. Yeah. À con 11 thường giá rẻ này, 11 thường quốc tế này. 128GB này. Full chức năng này, main zin màn GX này. 128GB này. Xem cái màn dưới hồng hồng một tí, mình bán 4 triệu thôi. 4 triệu thôi. Mình định thay cái màn mới GX mới vào mình bán. Thế nhưng mà nó phí anh em ạ, thì đáp màn hình nó phí quá. Nó thật chứ anh chị em ạ. Anh chị em mà dùng tạm màn này cũng được này. Đây. Đây cầm trước cầm sau thì bấm continue này. Đây. Do mình bấm một tay, tay mình hơi béo một tí này là bấm nó hơi khó nhá. Đấy, cầm trước cầm sau nét. Đây. 128GB. Con này mình bán 4 triệu thôi. Nếu mà anh chị em nào có nhu cầu thay màn GX mới thì thêm mình 300 nữa nhé, là 4,3 triệu. Còn nếu anh chị em là chỉ có 4 triệu thì anh chị em mua này cũng được này. Máy quốc tế này, main zin này, màn linh kiện này, hồng hồng một tí dưới này này. Còn nó vào nền khác này lại bình thường. Ê, tài chứ mà mỗi nền trắng hơi hồng một tí thôi. Đấy, còn nền này anh em thấy bình thường đúng không? Máy đẹp luôn này, 128GB 4 triệu rồi này. 11 thường quốc tế 128GB full chức năng này. Còn nếu anh chị em nào không thích màn này thì chơi màn mới đi. Một GX thôi, thêm 300 nữa là 4,3 triệu. Ok. iPhone 11 Pro Max quốc tế, vỏ zin, main zin, màn linh kiện, pin mới 100%. Con này mình phải để cho anh chị em bà con là 5,6 triệu nhá. Máy đẹp, con này máy đẹp. 11 Pro Max quốc tế bản Hàn, vỏ đẹp này, vỏ zin này, vỏ chưa thay lưng này, full chức năng này, pin 100 này, 5,6 triệu này. Đấy, đẹp luôn, pin 100 nhá. 5,6 triệu, main zin, màn thay 5,6 triệu. Con này mình chỉ để cho anh chị em bà con là 5,5 triệu thôi. Do mình nhập rẻ, mình bán rẻ. 11 Pro Max quốc tế 64GB. Pin bao nhiêu đây? Pin 93, full chức năng, main zin màn thay. Đẹp luôn này. 5,5 triệu. 11 Pro Max anh chị em nhá. 11 Pro Max 64GB đây, cũng 5,5 triệu. Ok, 5,5 triệu. Main zin, màn thay, pin thay 5,5 triệu. Còn nếu có con 256GB GX 6,8 triệu đâu đấy. Quên mất rồi. Tiếp theo chương trình nhá. À hôm nay có 13 mini này. 13 mini máy nguyên zin nguyên bản nguyên áp, pin 81. Pin 81, 83 máy nguyên áp anh chị em nhá. Máy nguyên áp lại bản Hàn anh chị em nhá. Cam kết chưa động ốc luôn. 13 mini màu hồng nhá. Còn mỗi cây thôi anh chị em ơi, húp lốt đi. Này ngon chưa? Đẹp luôn. Nhập zin keng 7,5 triệu. Tài nhỉ, không biết tại sao dạo này 13 mini bán tốt thật, mình về mấy con bán hết từng đấy luôn. Ê tài chứ. 13 Pro Max quốc tế full chức năng, main zin, màn zin, pin mới. Đấy, con này quá ngon luôn này. 12 triệu 500, 13 Pro Max quốc tế, máy zin,
men zin màn zin lưng thay, pin thay mới 12.500. Giá ngang 12 Pro Max, 12 Pro Max đây thì mình bán máy zin pin mới đây thì 11.800 này, 12 Pro Max này. Còn ông 256GB thì vẫn là 12.500 thì bằng 13 Pro Max thì anh chị em cân đối những con 13 Pro Max hợp lý này. XMAX quốc tế màu đen, máy nguyên zin nguyên bản full chức năng. 5.4 triệu anh chị em nhá. XMAX quốc tế này, full chức năng men zin màn zin này. Máy zin đi nhá. Đây là máy zin này, máy nguyên zin nguyên bản này, XMAX này 5.4 triệu này. XR máy nguyên zin nguyên bản, nguyên áp, full chức năng 128GB này, 4.2 triệu. Mỗi con thôi anh chị em ạ. Mỗi con thôi. 14 Pro quốc tế máy nguyên zin nguyên bản, full chức năng 256GB 17 triệu. 17 triệu. 14 Pro. 12 Pro quốc tế 256GB, full chức năng. Men zin màn zin, sức ti phim. Con này 256GB anh chị em nhá. Con này mình để cho anh chị em bao con là 7 triệu 3 nhá. 7 triệu 3. Màn zin đấy anh chị em nhá. 7 triệu 3. Con này thì màn linh kiện cũng 7 triệu 3 nha, 256GB anh chị em nhá. Đấy. Đây, đủ má nó bực thật đấy, có cái chế độ này bực thế. Cái để gần nhà nó chế độ này bực thật đấy. Đấy. Hai con này nó đều 256GB, đều là 7 triệu 3, con này sức tư phim, con này là màn linh kiện, con này màn zin. Đấy. Con này thì 128GB này, con này 128GB này. Thì màn thay này thì 6 triệu 8 này anh chị em này. Đấy. Anh em cân đối nhá. 6 triệu 8 12 Pro nhá. Đây là màn thay, đây là màn zin, màn giữ phim. Đấy là 12 Pro rẻ. Con ông 12 Pro zin đẹp full của nó này vẫn là 9 triệu cơ anh chị em ạ. Đây 9 triệu cơ. Đấy. Và 256GB thì 9 triệu rưỡi cơ. 7 Plus quốc tế mất vân tay. Mất vân tay hôm này. Hôm vẫn bấm được. Men zin màn low 128 thì con này bán bao nhiêu cho hợp lý nhỉ? 1 triệu 3 7 Plus này. Màn low này, 128GB này. Mất vân tay này. Full chức năng này. Mất vân tay này. Pin 100 này, để mình bán hộ cô em thôi. 13 thường cái con này gì à này, 8 triệu rưỡi này. Men zin màn zin này. 13 thường quốc tế men zin màn zin. Màn đã thay màn zin anh chị em nhá, 8 triệu rưỡi thôi này. Con này hợp lý này. Con này quá ngon rồi này, 8 triệu rưỡi. Còn nó zin tất đây vẫn là 9 triệu 9 này. Đấy. 13 Pro Max quốc tế zin đẹp full của nó đây vẫn là 14 triệu 500 này. 13 Pro Max zin đẹp full 14 triệu 500. iPhone 11 Pro quốc tế full chức năng men zin màn thay 4 triệu 7 này. Còn 11 Pro zin này, 11 Pro zin vẫn là 6 triệu rưỡi anh chị em nhé. 11 Pro zin vẫn là 6 triệu rưỡi này. Zin này, zin đẹp full này, 64GB này, 6 triệu rưỡi này. 13 Pro Max này, zin ám tí này, 11 triệu 800 này. 14 Plus này, zin đẹp full này, 12 triệu này. Đây con 11 Pro Max này ngon này. 11 Pro Max quốc tế 256GB men zin màn GX anh chị em nhá. Màn GX thì anh chị em biết rồi đấy. Này đẹp chưa? Màn GX thì nó đẹp gần như zin vì nó là màn OLED anh chị em nhá. 256GB 6.800.000 đồng. Sẽ tiết kiệm cho anh chị em một con hơn 2 triệu. Chứ nó 256GB bây giờ vẫn 8 triệu đấy nhá. À 9 triệu đấy. 256GB này. Đấy, tạm thời anh chị em cứ xem chốt được con nào chốt nhá. Cảm ơn anh chị em, cảm ơn bà con rất nhiều.